Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022, đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng chùa Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới giáo phẩm, tăng ni và Phật tử đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị. Đồng thời mong muốn tăng ni Phật tử chùa Ngọc Bảo tiếp tục thực hiện tốt phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Các vị chức sắc tăng ni làm tốt công tác tuyên truyền tới tín đồ, tích cực thực hiện tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Trong thời gian từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 27 tháng 7 năm 2022, cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi các nội dung chỉ tiêu thi đua chủ yếu như đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang tỉnh, đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Chào mừng 81 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2022, Hội đồng đội tỉnh tổ chức ngày hội Thiếu nhi Vĩnh Phúc học tập tốt, rèn luyện chăm tại trường tiểu học Hùng Vương, thành phố Phúc Yên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đã trao 180 bộ trống tặng hội đồng đội 9 huyện thành phố trong tỉnh, tặng 200 áo phao bơi cho trẻ em của 3 huyện thành phố Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo. Phối hợp với Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Hùng Vương. Hội đồng đội thành phố Phúc Yên trao tặng 3.200 cuốn sách cho liên đội trường tiểu học Hùng Vương. Cũng tại ngày hội, các em đội viên thiếu nhi trường tiểu học Hùng Vương đã trình diễn tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em, nhảy đồng diễn Flashmob và các tiết mục văn nghệ khác. Nhân dịp này, trường tiểu học Hùng Vương tổ chức cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng công trình thư viện xanh của nhà trường. Thông qua các hoạt động trong ngày hội Thiếu nhi Vĩnh Phúc học tập tốt, rèn luyện chăm, đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em đội viên thiếu nhi có cơ hội giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần triển khai có hiệu quả phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Nhằm chung tay thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng du khách khi tới Vĩnh Phúc trong dịp tổ chức SEA Games 31, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên tổ chức ra quân, tuyên truyền lưu động, ngăn ngừa, thu gom người lang thang, xin ăn, xin tiền trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh đề nghị các đối tượng lang thang, hát rong cần tự giác trở về gia đình, quê hương. Trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú để có phương án trợ giúp xã hội theo quy định. Đối với các trường hợp cố tình tái diễn lang thang, xin đề nghị các địa phương triển khai thu gom, phân loại các đối tượng, sau đó chuyển về Trung tâm Công tác Xã hội để quản lý, chăm sóc. Vườn cò Hải Lựu thuộc thôn Đồng Dừa, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, nơi đây như một bức tranh sống động với những đàn cò bay dợp trời, cánh đồng dừa phía trước với những lạch nước chứa nhiều tôm tép để cò đậu, tìm mồi, tạo nên cảnh yên bình giữa chốn đồng quê. Từ những năm 1950, cò đã về đây trú ẩn, sinh sống và đặc biệt chỉ ở trong vườn của một gia đình người dân địa phương. Có lẽ do nhiều cây lớn còn lại và không gian yên ả, thanh bình đã khiến đàn cò chọn đây là nơi trú ngụ. Tôi chỉ mong muốn làm sao mà giữ được cây rừng này về con cháu sau này không được băm bổ chia bơi cho một đứa lạc. Mà ý định của tôi là vòng tròn của tôi là như thế đã là trọn vẹn rồi. Thì bây giờ tôi chỉ muốn rồng thêm rậm rọi vào những cái nơi mà nó còn trống trải hay những cây già nó chết đi. Tôi lại rồng ngay vào gốc nó để cho nó ấm cúng cái rừng này cho nó được lâu năm, nó rừng nó được mãi mãi về sau.
khu vực vườn cò có tổng diện tích 15 hecta, trong đó khu vực cò làm tổ 5 hecta. Trong vườn có rất nhiều loại cò đủ màu sắc. Đây là tài sản quý của thiên nhiên ban tặng. Vì thế, suốt thời gian qua, gia đình bà Khiêm không những bảo tồn các cây cổ thụ mà còn trồng thêm nhiều cây lâu năm, đặc biệt là tre để thu hút cò về, đồng thời trông nom cẩn thận, không để kẻ gian vào săn bắt. Em cũng rất là mong muốn là có thể duy trì được cái mong muốn của bà là bảo tồn được khu rừng này, đồng thời là phát triển được nó thành một khu du lịch sinh thái. Nó gọi là rừng cò sinh thái ấy, vừa là nó có giá trị cho cộng đồng. Gần đây do nguồn thức ăn trong vùng bị cạn kiệt, thêm nữa hoạt động săn bắn, trộm cò diễn ra khiến cò không còn về vườn nhiều như trước. Sự phát triển chỉ mang tính duy trì bảo tồn nên đã làm giảm đáng kể hệ sinh thái trong vườn. Đối với địa phương thì cái mong muốn và cái nguyện vọng của người dân thì có, tuy nhiên là nó cũng liên quan đến vấn đề kinh phí. Và đặc biệt là hiện nay nếu như địa phương để đứng ra làm thì không thể làm được, bởi vì cái công tác quản lý này, duy trì này, thế rồi để phát triển được một khu du lịch thì nó không phải thuộc thẩm quyền của cấp xã. Thế và một cái nội dung nữa là nó liên quan đến kinh phí rất là nhiều, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng ấy, là địa phương nếu như có một khu du lịch như thế thì nó tạo được cái điều kiện để phát triển kinh tế cho địa phương rất là nhiều. Thế cũng mong muốn là được các cấp, các ngành quan tâm để cho địa phương sớm có thể được công nhận và được phát triển về khu du lịch này. Để phát triển vườn cò Hải Lựu, cần có những giải pháp lâu dài, bền vững. Không chỉ sự vào cuộc định hướng của các ngành chức năng, mà còn cần sự nhận thức đúng đắn của người dân địa phương. Vườn cò Hải Lựu khi được người dân có ý thức bảo tồn sẽ trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, tạo thu nhập từ du lịch cho người dân nơi đây.